Mày ra đi. Ờ lên. Rồi anh nằm lên nè. Nó còn cũng mới qua hỏi thăm gì chức, thì chức nói chừng nào củ qua chín thì vớt cho gì chức một chén, giờ còn cái qua đây vớt một chén. Ngoài bán số à? Giờ, đem củ qua cho gì chức ăn nha, lẩu. Lẩu cá lát lát. Chức. Đây nè. Ăn cái một chén qua. Nè. Ăn nước đi. Nước chơi cứ đâu nha. Để lấy một chén đi. Để lấy chén được rồi. Bây giờ còn sẽ múc trên cái chén. Chất. Ngon hả? Cháu cái này múc là ngon. Này cháu múc là ngon ha. Đó cho ngon cái mặt. Cái mặt liếc qua chỗ khác kỳ vậy. Thái độ kỳ chất. Rồi chất ăn no không? Chất qua đi kiếm chỗ. Bánh kem có chưa? Yeah. Bánh kem. Bánh kem gần có rồi, có không đem ở chơi chất nha. Nha. Ăn nửa cái không? Chết à. Không có ngọt. Bánh kem này ăn hơi bị cháy luôn á. Bánh kem bắp, chức thích ăn bắp, ăn bánh kem bắp là đúng bài luôn á. Đó, chức nãy giờ qua đây ăn xoài chấm mắm đường. Bên đây tự biệt lập mình, cô lập mình luôn á chứ. Thù quá mà. Đó giờ thì chức ngồi chung với anh Tý nè, hay. Anh chị cháu mà tâm sự là chi biển. Tý anh ăn cơm rồi nên hắn lắm qua nên còn có một chén canh hủ quà. Cái hạt lát dạnh. Với cậy gió ăn mấy này ấm ấm bụng ha. Ăn lỏng quá. Từ từ anh. Bây giờ đắng hai hưởng rồi. Ừ, từ từ đi chứ, đắng hả? Đắng quá. Nhưng mà cũng qua đắng luôn, đắng rồi. Không đắng là hiểm mà. Tại đang nhận nhiều việc ăn. Đây chứ, cuộc đời chứ đắng cay nhiều rồi, giờ thêm đắng vô xíu đâu có sao đâu đúng không? Nào thêm ngọt mới sợ rồi đúng không? Để thêm ngọt chứ bị tiểu đường thì chứ phải sợ rồi. Mà nói chứ thì không có sợ luôn. Đắng ngồi chứ cũng không sợ luôn. Sao cái mặt này kỳ vậy? Mặt gì vậy? Trời ơi, quá lên clip mà móc cất gái trời. Con bấn búng vô cái chén của anh Tý rồi nghỉ ăn luôn á. Giảng mặt rồi bị chó. Đó, cho ăn ăn chứ chửi là chửi nha. Ăn với chửi không có liên quan nha. Cả ăn là nuốt vô còn chửi là nhả. Nói ra. Chơi mà ngồi. Ngon quá. Ăn bánh bao đi cho con vui đồng chứ. Mày lấy. Cá ngon hả? Đúng rồi, cá ngon. Dài dài á. Thôi chứ ăn đi nha. Đó có bánh kem đem. Có bánh kem đem qua nha. Nha. Đó giờ đang cắt bánh kem. Cắt là biết bánh kem giá thiệt hả? Giá cùng phim đó. Đó giờ chức sẽ được một phần. Con gái còn zin đó. Quá trời nghe nó gái rung quá trời. Em hỏi cái nào đó. Gái luôn nằm đây rồi nha. Em hỏi cái nào. Quá đủ quá. Trời ơi em ơi. Quá đủ rồi. Đó giờ còn sẽ đem bánh kem cho dì chức với anh Tý. Đây. Bánh kem tới mổ hầu ơi. Ăn kêu happy birthday. Ăn cái ít đi chơi chứ ăn cái nhiều đi chứ cứ ăn. Nè. Hát đi, hát bản đi chứ. Ê, về bếp vô hỏi luôn mày. Đi, happy bếp gì đi. Hát đi, hát đi, con cho ăn. Ngồi đi mày. Không ăn hả? Ủa làm gì chứ không ăn mà con có quyền để ngang qua cho hỏi. Con đâu cho ăn đâu. Đi ơi. Ăn chứ. Đi chứ hát đi, con mới cho ăn. Hát đi. Thôi nó làm kìa. Giờ con đếm là 1, 2, 3 hát nha. 1, 2, 3. Happy birthday chúa vô. Mày chết mày à. Mày đi. Đó giờ, giờ con sẽ đút cho chức ăn. Không ăn. Gì vậy? Không ăn. Không thèm hả? Ngon lắm, bánh kem bắp á. Nó ăn nó không có ngọt lắm nên dễ ăn lắm. Hay cơ. Ây da, ây da. Lỡ mày đi chưa? Mày à. Lỡ đưa vô cái lỗ mũi. Không ăn, mày đi chưa? Giờ miếng rồi, một miếng thôi, một miếng duy nhất thôi chị. Không, nó giật lại hoài. Hay gớt bây giờ. Đi chưa? Một miếng thôi chứ.
À nó chứ nè, đưa chứ nè. Sao củ hoài chứ không ăn hết đi. Đắng quá. Đắng quá. Rồi nãy sao ăn không đắng giờ đắng. Nãy ngon. Giờ bỏ tiền ăn kìa. Trời ơi trong về hôm nay đồ ăn ngon quá. Ai biết chị ke mà mày bán cho chị ke mà không sao. Rồi chức năng bánh kem nha, hôm qua nãy đem nguyên tô qua ăn không hết luôn. Ngon chứ. Thôi dở trả lại đây đi chứ. Dở trả lại đi. Chết mày mẹ mày giờ rồi. Thôi chức ăn bánh kem ngon lành luôn. Chị Chức nhắm gì Chức ăn thêm được mấy cái bánh kem nữa Chức. Ăn như đây nữa hả? Ý là từ đây sắp tới Chức ăn thêm được mấy cái bánh kem nữa. Gì? Không ăn nữa hả? Mai sinh nhật tàu nữa. À. Không tàu. Mai sinh nhật con ấy Chức. Phải không Ngọc? Chọn anh. Phải Vũng Tàu lắm xin. Thôi nó đi Vũng Tàu. Sao đuổi vậy? Trời ăn từ từ thôi, ăn gớt trời ơi. Trời ơi, Chức ăn nè. Ăn gì Chức dẹp tiền đi, sao cứ cầm tiền hoài chi. Có cái vỏ bỏ vô. Báo mụ sự đời. Báo mụ sự đời hả? Trời ơi, tiền đâu mua. Dạo này Chức không có bán vé số nên nó thu nhập của gì Chức bị hạn chế. Rõ mát không gì Chức? Mát gì bằng bánh kem đã ha. Muốn đem cái sáng đi luôn. Muốn đem cái sáng không có đi nha. Đi bữa mọi người khán giả còn muốn xem clip gì Chức lắm á. Cháu chỗ bắt ai tao được đi nha. Ở lại chơi đây vui vẻ. À, chồng Chức nói Chức chết là chồng Chức khóc dữ lắm á. Khóc khóc cỡ 3 phút. Được không? Chiến nhậu. Ơi sao còn xíu không ăn kính bỏ đúng không? Ăn hết đi Chức. Tao tới. Con không nói gì Chức sẽ bỏ đó. Ông cho lúc gì Chức ăn cho. Mày đồ chơi chưa? Nhiều. Ly cà phê. Ủa, ăn thêm nữa không? Con lấy thêm cho. Ngán lắm rồi. Ngán lắm rồi. Cái tay chắc dính kem rồi. Tay dưới đầu còn không? Cái tay dính kem nè. Đem về cho em. Gì? Hết rồi. Hết luôn. Ý là đem về cho em trai nữa hả? Ra tiệm lấy. Trời ơi đâu có cho em trai nữa ra tiệm. Tiệm còn nhiều lắm. Chứ cứ vậy hoài à. Cho con miếng giấy gì chứ. Dính vô tay con. Hết trăng giấy luôn rồi chứ. Hết trăng giấy rồi. Chức dính ngọt rồi nè. Sớm quá bệnh rồi. Bệnh hả? Hay là tối thức nguyên đêm đúng không? Giờ bệnh giờ chở Chức vô bệnh viện nha. Chịu không? Giờ dán 5 xị lên đầu đi. Giờ lên vô bệnh viện đi dán 5 xị. Nó có người than bệnh hoài. Chức mệt thôi chứ không phải là bệnh. Thiếu ngủ. Có người đi sáng đêm đi ai? Có đi làm thêm không? Dạo này không có bán cái số có làm thêm không? Con có làm được mấy khách gì Chức? Ba mày. Là một mày là ai? Hai à. Vãi cái trưởng nghĩ sao chứ có vé con à. Thì Chức chỉ dưới giường thôi. Dưới giường gần thôi hả? Ờ gần thôi. Lấy cây đâm mày luôn á. Thôi không ăn nữa con qua bển ăn miếng bánh kem nha. Luôn cũng được.
Qua đây chắc sợ quá mà đúng không? Đó, nãy giờ chắc vẫn ngồi bên đây ngủ mình mà trong khi mọi người đang nói chuyện bên kia xíu. Đó, giờ chắc chuẩn bị về nha cả nhà. Đó, giờ về là bắt đầu kêu Thư ơi, trở về. Đó, sao đi bước nhỏ vậy chứ? Chép bánh kem đầy hết trơn. Rất vui không? Vui vùng què. Bơi tao chết là mày á. Gì? Ẩm em lên này. Mày á. Mày á chơi. Cho hùng à. Con đang bọt bội chân chức lên nè. Mày á. Đâu có làm gì đâu. Bây giờ anh xấu á. Qua bên kia mới lên được. Anh chạy luôn đi. Rồi lại nằm lên nè. Nó không cho lên kìa. Qua anh chạy. Chịu tao chạy đi coi. Trời ơi, qua đây. Ôi, ngồi qua bên đây. Nó chở tay. Đó, nó chở con đi. Quên dứt. Trời ơi, Giang ơi. Bám con ra. Lên. Lên con. Lên con kia. Đá đó. Gì sợ đó hả? Ấm con ra phải không? Lên. Lên con. Ra qua đây đi. Này con cả cho chết. Lên con cả nó chạy. Mày hai chỗ này á. Lên, hai đó. Trời ơi, té giật giò. Trời ơi, trời ơi. Chị ơi, dạ lên xíu đi. Chị chức đi. Đâu. Rồi, dứt leo. Lẹ lên đi dứt, lẹ lên. Đó, mỗi lần dứt lên là cực khổ lắm nha cả nhà. Bye bye dứt. Bye bye dứt ơi. Đó, thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem cho còn một like, một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh Còn Vlog nha cả nhà. Nãy giờ chức về ghẹo được gì chút xíu.